Nè nè nè, một ngày ăn gì ở Long Xuyên? Sáng nay mở mắt ra cứ tưởng đâu là lạc vào xứ sở sương mù không hà. Hôm nay Thanh Tiger và Ba Tin có một cuộc đi chơi ở Long Xuyên. Ở đây ai quê ở 67 An Giang đâu vô điểm danh coi. Đồng hương với tôi đó. Một cái món ăn vô cùng nổi tiếng ở Long Xuyên đó chính là cơm tấm. Ghé Long Xuyên là phải ăn cơm tấm. Cơm tấm nhuyễn phải chan với nước mắm kẹo mới là đúng bài. Một dĩa như vậy chỉ có giá là 20 cành. Ăn xong rồi thì đi mua ba lô để vài bữa đi học lại. Mua đồ xong rồi thì tiếp tục đi ăn mì cay. Hôm bữa là thằng Tin nó kêu mì trộn hay là cái mì gì của Hàn Quốc đó không có nhớ tên nữa. Đây là nhà thờ chính tòa Long Xuyên nè mọi người, đối diện với nó là siêu thị Copmark. Giờ tụi mình sẽ lủi vô trống chơi. Từ nhỏ tới lớn đi vô đây là chỉ có mê nhà sách thôi chứ không có mê gì khác trơn. Được cái tôi thích đọc sách nhiều là thằng Tin nó ghét đọc sách bấy nhiêu. Rồi một cái loại thức uống nên thử khi ghé Long Xuyên đó chính là sữa bò tươi nha, nhất là sữa bò tươi ở bờ kè Nguyễn Du. Trên đường về là ghé mua bánh mì ba phả, mà mua bánh mì không nha, tại bánh mì không ở đây ngon lắm. Ghé quất thêm tô bún cá với uống một ly nước mát nữa rồi mới về. Đó, hành trình đi Long Xuyên của Ba Tin đơn giản lắm, ăn 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 thôi.